chào tất cả các bác. Trên xe đạp bên em hôm nay có hai đơn, một đơn là Momo, địa hình Momo 6.6 triệu đi Hồ Chí Minh, một đơn là đua Colo giá 7.5 triệu đi Bắc Giang. Thì hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác đây. Đua Colo 7.5 triệu đi Bắc Giang và địa hình Momo 6.6 triệu đi Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác.